Mình xin chào tất cả mọi người đang xem video của mình nhé. Theo nhu cầu của một số anh em thì hiện tại bây giờ đang muốn làm một cái mô hình hồ siêu mini để mình chơi thủy sinh. Anh em nhờ mình hướng dẫn một cái hệ thống lọc đơn giản thôi. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ nhờ em Khôi ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì hồ này của Khôi hoạt động được tầm cỡ khoảng 6 tháng rồi. Nước rất là trong luôn và mình nuôi đến thời điểm hiện tại bây giờ cá vẫn phát triển khỏe mạnh. Thì ngày hôm nay mình nhờ Khôi chia sẻ lên để anh chị em cô chú nào ở nhà. Mình muốn làm một cái mô hình hồ cái chiều dài tầm cỡ khoảng 60. Mình đặt ở phòng khách á, mình không có nuôi cá koi, mình nuôi nói chung là cá nó nhỏ nè. Rồi mình chơi thủy sinh á thì mọi người có thể là tham khảo cái cách mà hiện tại bây giờ Khôi đang vận hành hệ thống lọc nha. Về phần hệ thống lọc thì thôi bây giờ mình sẽ nhờ Khôi chia sẻ cụ thể chi tiết cái cách mà Khôi vận hành để cho mọi người hình dung cho nó dễ luôn nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn và thuốc tím của bên shop bên em á, thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Hồ này kích thước 60 30 40 và mực nước trong hồ đang để là 35. Hồ đang xài bơm Atman 2 lít trên giờ. Bơm đặt trong hồ. Bơm lên một cái bình mình chế. Có một cái túi lọc. Ở dưới là bông 6D. Bông gòn đen, ở dưới là dưới cùng là sứ viên. Rồi một cái đường xả xuống dưới cái một cái lọc tràn. Ba ngăn. Ngăn đầu tiên là để sứ thanh. Ngăn thứ hai là sứ viên. Ngăn thứ ba mình để đi dưới mắt cho nó xuống từ nước xuống. Hồi tầm 3 tháng rồi chưa vệ sinh. Mình chỉ vệ sinh cái bình trên này khoảng 2-3 ngày vệ sinh túi lọc, một tuần vệ sinh cái bình này thôi. Nước rất là trong nha. Thì do nhà xài nước giếng nên phải bỏ san hô vô cho nó tăng cái pH lên. Ở cái lọc tràn này phía dưới cùng là mình có để một cái tấm miếng xi măng mà mình cắt đôi ra, cắt tầm giữa ra xong mình lót một phần ở dưới để cho nó có lỗ hổng để cho thoát nước ra ngoài. Để một thời gian nếu mà không vệ sinh nó sẽ bị ngạt cái phần nước thông qua. Vừa rồi thì Khôi đã giới thiệu với lại mọi người cái hệ thống lọc hiện tại bây giờ Khôi đang vận hành cho cái hồ mini của mình nha. Thì khi mà xem qua hệ thống lọc hồ của Khôi á, ở đây mình thấy có hai cái vấn đề mà anh em cần lưu ý nè. Cái đầu tiên đó là ngay chỗ cái phần hệ thống lọc tràn của mình đó, cái phần sát đáy á, là Khôi có cắt cái Zimax ra làm đôi để mình lót ở bên dưới mọi người, để lâu ngày nhiều khi cái cặn nè hoặc là cái phân nát của mình á nó sẽ làm cho tắc nghẽn và cái hệ thống lọc của mình nó bị tràn. Và đây là một trong những cái lưu ý mà những bạn nào mới tập chơi á thì mình có thể là xem để mình áp dụng vào để tránh cái tình trạng cái về lâu dài á. Ví dụ như anh em có cái công việc của mình hoặc là mình đi công tác mình không có thường xuyên vệ sinh được á, nó sẽ không bị tràn cái hệ thống lọc của mình nha. Và cái thứ hai nữa là cái này cực kỳ quan trọng luôn, thì trong suốt cái thời gian qua khi mà mình chia sẻ hồ lên kênh á, có rất là nhiều anh em sử dụng nước giếng và mọi người hỏi mình cái cách để mà tăng độ pH. Thường thì anh em biết rồi, cái nước giếng của mình cái độ pH của nó cực kỳ thấp nha, nó dao động tầm cỡ khoảng 5 chấm đến 6 chấm thôi. Thì cái cách đơn giản nhất để mà tăng cái độ pH đó là mọi người sử dụng những cái vật liệu giống như là vỏ hào ion đã qua xử lý, hoặc là mình sử dụng san hô giống như của Khôi nha. Thì thông thường những cái hồ mình chơi thủy sinh hoặc là mình nuôi những cái loại cá nhỏ giống như của em Khôi á, thì người ta hay bỏ cái san hô vào. Thứ nhất là nó tạo cái cảnh quan, và cái thứ hai là nó giúp cho cái độ pH hồ của mình tăng lên, nó tránh cái tình trạng là giảm độ pH. Như mọi người cũng biết rồi, pH mà giảm nhiều quá thì màu sắc cá của mình nó dễ bị cái tình trạng là bị nhợn nha. Thì anh em ví dụ như ở nhà mình sử dụng nước giếng thì có thể là tham khảo ngay chỗ cái vấn đề mà Khôi vừa chia sẻ. Nói chung là sau khi mà xem qua hệ thống lọc hồ của Khôi á, ở đây mình thấy là Khôi làm tương đối cũng rất là đơn giản. Bơm mình để bên trong hồ, mình bơm lên một cái bình nước 5 lít đó mọi người, mình chế. Trong đó thì mình để một cái túi lọc để mình tách phân. Tại vì những cái loại cá này thì nó ăn cũng không có nhiều, cái phân của nó cũng không có dơ nhiều.
nước từ ngay chỗ cái túi lọc đó của mình nó sẽ tràn ra bên ngoài, nó đi xuống cái dàn lọc tràn bên dưới. Thì trong dàn lọc tràn bên dưới thì Khôi để rất là nhiều vật liệu lọc, giống như là sứ thanh, sứ viên. Sau đó nước của mình sẽ trả về hồ. Trong hồ thì hiện tại bây giờ Khôi có để thêm 1-2 dây sủi oxy để nó giúp cho mình cung cấp cái hàm lượng oxy dồi dào cho hồ của mình luôn. Thì đó là toàn bộ cái quy trình mà hiện tại bây giờ Khôi đang làm nha. Theo mình nghĩ là ở nhà nếu mà anh em không có cái không gian rộng để mình làm những cái hồ lớn á, thì mọi người có thể là áp dụng cái cách mà hiện tại bây giờ Khôi đang vận hành để mình làm một cái mô hình hồ nhỏ mình chơi xả stress cũng vui rồi nha. Ngày hôm nay thì để đáp ứng yêu cầu của mọi người thì mình cùng với lại Khôi đã giới thiệu với lại anh em một cái mẫu hồ siêu mini mình chơi thủy sinh, hệ thống lọc đơn giản, hiệu quả cao. Thì nếu mà anh chị em cô chú nào ở nhà mình đang có dự định làm những cái mẫu mini giống như của Khôi thì có thể là tham khảo cái cách mà hiện tại bây giờ Khôi đang làm hệ thống lọc nha. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh á Khôi, anh cảm ơn em rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là chi tiết và một vài cái lưu ý trong cái vấn đề lọc cũng như là năng độ pH. Thì anh đại diện cho mọi người, anh chúc chị em cũng như là gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe, anh chúc cho công việc của em làm ăn ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công hơn nữa nha. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là Khôi chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nhé.